Hi, xin chào tất cả mọi người Ok, trong video sau này mình sẽ cập nhật tình hình uh, giá của Bitcoin cho các bạn cũng như là mình có những cái thông tin rất là thú vị mà mình nghĩ các bạn sẽ quan tâm uh, Ngoài ra thì ở cuối video mình sẽ uh, có một cái bài uh, giới thiệu, không phải là giới thiệu mà mình sẽ review một cái dự án mà mình uh, đọc mình cảm thấy khá hay, cũng như là dự án này uh, tuy không phải là một cái dự án đầu tư ngắn hạn, tuy nhiên là nếu như đối với những người ai mà có một cái tầm nhìn xa ấy, thì uh, mình nghĩ dự án này là một cái dự án mà các bạn nên xem qua. Thế thì trước khi đến với nội dung của video thì với những cái bạn nào mà mới đăng ký kênh YouTube của mình thì sau khi đăng ký các bạn hãy nhớ ấn hình quả chuông ở bên cạnh để khi nào mà mình làm cái video thì các bạn sẽ là những cái người đầu tiên nhận được cái video đó. Ngoài ra thì các bạn đừng quên là follow thêm cả hai kênh Telegram. Hiện tại thì mình uh, có cái kênh Trading FOMO mình vẫn uh, cung cấp những cái kèo trade tín hiệu chốt cũng như là tín hiệu list sàn lên trên cái kênh này và một cái kênh là để mình cung cấp những cái thông tin à, tổng quan chung của thị trường thì các bạn hãy follow cả hai kênh đó để có được những cái thông tin một cách chính xác và kịp thời nhất à, website của mình đang ngày một hoàn thiện và các bạn hãy để lại email của các bạn ở trên cái hộp thư đăng ký sắp tới mình khi mà mình hoàn thiện các chức năng thì mình sẽ à, gửi email cho các bạn được không ạ quay trở lại với cái chủ đề của video ngày hôm nay thì giá của Bitcoin hôm nay đang có một cái sự à, ổn định à, so với ngày hôm qua. À, như mình đã chia sẻ với các bạn ở cái video trước ấy, thì cái mốc 6.900 và cái mốc 7.000 là cái mốc mà rất là quan trọng của Bitcoin vì đây là một cái đường hỗ trợ rất là mạnh của Bitcoin và nếu như Bitcoin xuyên qua được cái mốc này thì nó sẽ phá cái trend của Bitcoin trong vài tháng vừa rồi và nó sẽ có một cái downtrend khá nhanh. À, tuy nhiên là cái diễn biến hiện tại thì nó cho chúng ta một cảm giác một phần ở đây khá là yên tâm là bitcoin à, trong ngắn hạn à, có thể là chưa phải đối mặt ngay tới cái xu hướng giảm mạnh này à, tuy nhiên là chúng ta sẽ vẫn phải đề phòng và cái mục tiêu của bitcoin sắp tới vẫn giữ nguyên đó là mức từ chạm 8.900 cho đến mức 9.000 À, tuy nhiên là Bitcoin sẽ gặp một cái đường hỗ trợ ở cái mức 7.800 Và một à, cái đường hỗ trợ này là không phải một cái đường hỗ trợ quá mạnh Thế nên là nếu Bitcoin vượt qua được cái đường hỗ trợ này Thì có lẽ là chúng ta sẽ à, phần nào yên tâm hơn Bởi vì cái khoảng cách nó đã khá là an toàn so với cái đường hỗ trợ ở bên dưới à, Tuy nhiên là mình có một cái thông tin là mình muốn chia sẻ với các bạn Đó chính là vào ngày mùng 6 của các tháng ấy thì à, nếu như ai để ý thì vào ngày mùng 6 của các tháng trong thời gian vừa rồi Luôn có một cái sự đảo chiều và, của Bitcoin Và nó là cái điểm khởi đầu cho một cái sự tăng hoặc giảm của Bitcoin sau đó Và giá trị của Bitcoin à, sau cái ngày mùng 6 mỗi tháng Thì đều có một cái biến đổi rất là nhanh trong một cái tháng sau đó à, Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn Đúng không ạ, chúng ta đang là ngày 31 tháng 5 Vậy thì chúng ta hãy quay trở lại ngày mùng 6 tháng 5 đúng không ạ? Mùng 6 tháng 5 các bạn có thể thấy là cái thời điểm mà Bitcoin giảm từ 10.000 đúng không ạ? 10 000 và Bitcoin giảm tiếp cho tới cái thời điểm hiện tại ở mức thấp nhất là khoảng 7 000 Bitcoin giảm 3.000 đô trong vòng một tháng từ ngày mùng 6 tháng 5 cho tới thời điểm hiện tại. Đó. Như vậy là đã là một tháng, một tháng Bitcoin giảm và cái trend giảm xuất hiện đúng vào ngày mùng 6. Và nếu như các bạn vẫn chưa bị tiếp thuộc thì các bạn hãy quay tiếp vào ngày mùng 6 tháng 4 thì sao ạ? Ngày mùng 6 tháng 4 các bạn có thể thấy là cái ngày cái ngày mình nó sẽ hiển thị ở bên dưới này đúng không ạ? Các bạn sẽ quan sát rất là dễ. Ví dụ như đây là mình đang ở ngày mùng 6 tháng 4. Ngày mùng 6 tháng 4, ok, ngày mùng 6 tháng 4 là cái ngày mà các bạn có thể thấy là cái cột xanh này xuất hiện và Bitcoin tăng một mạch từ 6.500 cho tới 10.000 như vậy là bitcoin tăng 3.500 đô kể từ ngày mùng 6 tháng 4 cho đến ngày mùng 6 tháng 5 và đúng vào cái mùng 6 thì giá của bitcoin có sự đảo chiều ngay lập tức à, tiếp theo chúng ta lùi thêm một tháng nữa xem sao vào ngày mùng 6 tháng 3 thì sao ạ ngày mùng 6 tháng 3 là cái ngày mà các bạn có thể thấy là cái cột đỏ đã bắt đầu một cái khuynh hướng giảm ngày mùng 6 tháng 3 khi mà bitcoin vẫn còn đang ở mức 11.500 thì Bitcoin giảm từ ngày mùng 6 tháng 3 cho đến ngày mùng 6 tháng 4 là giảm từ 11.500 xuống 6.500 Như vậy là trong một tháng Bitcoin giảm 5.000 đô Một cái mức giảm rất mạnh, một cái mức chuyển hướng rất là mạnh Và nếu như các bạn tiếp tục lùi thêm một tháng nữa, tức là ngày mùng 6 tháng 2 Mùng 6 tháng 2 là cái ngày mà các cột xanh này xuất hiện Các bạn có thể thấy là Bitcoin kể từ ngày 6 tháng 2 là Bitcoin có cái sự tăng trưởng từ mức 7.000 cho tới mức 11.500. Như vậy là Bitcoin tăng 4.500 đô từ ngày 6 tháng 2 cho tới ngày 6 tháng 3. Và chúng ta lùi thêm một tháng nữa xem thế nào. Đúng không ạ? Và vào ngày 6 tháng 1, ngày 6 tháng 1 giá của Bitcoin lúc đó là 17.000 đô rất cao, mùng 6 tháng 1 là 7 17.000 đô đúng không ạ? và Bitcoin giảm một mạch từ 17.000 đô xuống 6.000 đô từ ngày mùng 6 tháng 1 cho tới ngày mùng 6 tháng 2. À, như vậy có nghĩa là chỉ trong một tháng thôi Bitcoin giảm tới 11.000 đô giá trị của nó. Đây có thể nói là một trong những mức giảm lớn nhất à, từ trước đến nay kể từ khi mà Bitcoin được khai sinh ra thì có lẽ là khoảng thời gian từ 10 mùng 1 ngày mùng 6 tháng 1 năm 2018 và đến ngày 6 tháng 2 năm 2018 là cái khoảng thời gian mà Bitcoin có cái sự giảm giá mạnh nhất khi mà Bitcoin giảm tới 11.000 đô. Như vậy là chúng ta có thể thấy là cái xu hướng giảm hoặc là tăng của Bitcoin nó thường xuất hiện vào ngày mùng 6 mỗi tháng mình không chắc đây là một cái sự trùng hợp hay là là một cái sự toan tính hay là như thế nào đó tuy nhiên là à, tuy nhiên là nó đã diễn ra từ đầu năm nay từ ngày mùng 6 tháng 1 năm nay tới tận ngày mùng 6 tháng 5, như vậy là trong hơn 5 tháng nó vẫn đang đúng cái xu hướng là ngày mùng 6 mỗi tháng nó sẽ có một cái trend đi ngược lại với cái trend của tháng trước. Và nếu như đúng theo cái trend này ấy thì chúng ta đang chứng kiến một cái đợt giảm giá từ 10.000 xuống 7.000 từ ngày mùng 6 tháng 4 cho tới ngày mùng 6 tháng 5 và như vậy à, từ ngày mùng 6 tháng 5 cho tới hiện tại là ngày 31 tháng 5. Và hiện tại đã sắp tới ngày mùng 6 tháng 6 thì mình cũng không dám chắc là cái xu hướng này còn tiếp diễn không. Tuy nhiên là nếu như chúng ta dùng những cái dữ liệu của quá khứ thì ngày mùng 6 tháng 6 nó sẽ cho chúng ta một cái sự đảo chiều so với cái xu hướng của tháng trước. Mà cái xu hướng của tháng trước là một cái xu hướng giảm và theo lý thuyết thì nó sẽ làm cái sự đảo chiều theo xu hướng tăng. Và về cái chỉ số stock RSI thì nó cũng có thể nó đang ủng hộ cái điều này khi mà chỉ số này đang ở mức 50 và 32 và đang có cái xu hướng là hướng lên trên Cộng theo là chúng ta có một cái đường hỗ trợ rất là mạnh ở cái mức 6.900 đến 7.000 Thế nên là chúng ta có quyền được hy vọng là vào ngày 6 tháng 6 tới sẽ có một cái Bước khởi đầu cho một cái trend tăng giá trong ngắn hạn hoặc trung hạng của Bitcoin Đây là cái thông tin mà các bạn có thể tham khảo tuy nhiên là À, để mà có thể nói là chắc chắn 100% thì à, thực sự à, với cái tình hình Bitcoin hiện tại thì khó mà có ai có thể dám khẳng định à, Tuy nhiên đây cũng là một cái sự trùng hợp mà mình nghĩ là khá là thú vị và mình muốn chia sẻ cho các bạn à, Đã gần nửa năm rồi cái xu hướng này à, luôn đúng và không rõ là tháng sau và tháng 6 tới cái xu hướng này nó còn tiếp diễn không Thì à, thực ra là mình cũng rất là hy vọng khi mà Bitcoin trong tháng 6 sẽ có một cái bước à, tăng trưởng à, Và nó kéo theo thị trường cũng như là các altcoin sẽ... À, tăng trưởng theo, đó thì đó là cái một cái thông tin mình nghĩ là rất nhiều bạn quan tâm à, và một cái thông tin khác mà mình cũng muốn chia sẻ liên quan tới đồ thị thì một số bạn cũng thắc mắc với mình là về cái vấn đề là tại sao à, một cái đồ thị giá lại có những cái đường hỗ trợ, có những cái đường thắng cự và có những cái công thức để mà dự báo giá thì thực ra là cái một cái đồ thị à, được vẽ ra là nó dựa trên cái khuynh hướng mua bán của các nhà đầu tư và cái khuynh hướng mua bán của nhà đầu tư thì nó dựa trên cái tâm lý của các nhà đầu tư bởi vì vậy chúng ta có thể nhìn cái chúng ta có thể hiểu cái đồ thị giá là cái tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư có nghĩa là tới một vùng thì các nhà đầu tư cái tâm lý họ sẽ kích hoạt họ sẽ bán hoặc họ sẽ mua và vì vậy thế nên là chúng ta nhìn vào cái đồ thị của bitcoin ấy, cũng như là chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ hiểu được cái cách hoạt thức hoạt động của những cái loại hình đầu tư tài chính không chỉ là bitcoin mà có thể là chứng khoán có thể là ngoại hối đó thì nó à, cùng một mục đích là để kiếm tiền thế nên là về mặt bản chất là nó giống nhau và mình đã từng đọc ở à, một cuốn sách thì à, họ à, thì ông cái tác giả của cuốn sách thì đã cho rằng ấy, là có thể giá của một cái loại chứng khoán à, 100 năm sau thì khác Tuy nhiên là cái tâm lý giao dịch của nhà đầu tư thì sẽ mãi mãi không thay đổi có nghĩa là 100 năm sau đi cho nữa thì cái tâm lý giao dịch của họ vẫn như vậy À, họ sẽ vẫn có một cái xu hướng bán một cái xu hướng chốt lãi một xu hướng cắt lỗ giống hệt như 100 năm trước như vậy cái bản chất của con người trong cái tâm lý giao dịch là sẽ không bao giờ thay đổi và nó tạo ra những cái công thức nó tạo ra những cái đường kháng cự và những cái đường hỗ trợ thì những cái công thức đó nó đúc kết là đúc kết qua những cái tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư qua hàng hàng trăm năm rồi thì nó sẽ đúc kết thành một cái cảnh công thức của chúng ta à, có thể dựa vào cái công thức đó để mà có thể dự đoán cũng như là đưa ra những cái suy đoán về 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 cái xu hướng giá tiếp theo thì đơn giản như vậy và cái đường hỗ trợ và cái đường kháng cự ấy, nó sinh ra nó không phải là làm cái gì đó tính toán mà nó là liên quan tới vấn đề à, tâm lý mà thôi có nghĩa là đạt đến cái mức đó thì à, các nhà đầu tư họ sẽ bán thì nó sẽ tạo ra một cái đường kháng cự và đạt đến cái mức đó các nhà đầu tư thấy giá quá tốt họ sẽ mua vào thì nó tạo ra một cái đường hỗ trợ thì đơn giản cho các bạn hiểu đơn giản cái đường kháng cự và hỗ trợ là như vậy. đó thì là một cái bài một cái thông tin ngoài lề mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. À, cái thông tin tiếp theo liên quan tới chính phủ Trung Quốc thì uh, thông tin này được rất là nhiều tờ báo đăng tải. Uh, chủ tịch nước Tập, uh, Tập Cận Bình của Trung Quốc thì đã có một cái bài phát biểu ở uh, ở trên uh, ở học viện uh, học viện về khoa học công nghệ của Trung Quốc thì uh, ông đã cho rằng là thế kỷ 21 thì đang chứng kiến rất là nhiều những cái sự thay đổi mới về mặt kinh tế uh, với với cái sự xuất hiện của trí thông minh nhân tạo, về của internet cũng như là mới đây nhất là cái ứng dụng của blockchain thế thì uh, cái cái phát biểu này của ông thì cũng đã có đã, đã cho chúng ta một cái xu hướng sắp tới là Trung Quốc sẽ uh, đẩy mạnh cái phát triển công nghệ blockchain rất là cao cũng như là họ sẽ hứa hẹn sẽ đi đầu trong cái công nghệ này thì Trung Quốc luôn luôn uh, muốn uh, mình là cái quốc gia uh, hàng đầu trong việc phát triển công nghệ và với cái xu hướng phát triển công nghệ blockchain gần đây thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ không uh, bỏ qua À, mặc dù vậy thì Trung Quốc vẫn đang là một trong những cái nước có cái lệnh cấm à, giao dịch tiền điện tử khắt khe nhất trên thế giới hiện tại và những cái dự án của Trung Quốc hoặc những cái sản giao dịch của Trung Quốc thì đều nằm ở nước ngoài à, rất là nhiều nhà đầu tư họ của Trung Quốc họ đầu tư nhưng mà sự là họ đang lách luật và họ họ không có một cái kênh đầu tư chính thống thì sắp tới à, có lẽ là mình nghĩ là Trung Quốc sẽ sớm mở cửa cho blockchain và cho tiền điện tử tuy nhiên là sẽ vừa dưới cái sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc thì ở Trung Quốc họ đều có một cái nền tảng riêng như là Neo và những cái ứng dụng riêng của họ thì họ đều có khả năng là họ tự sản xuất và phục vụ riêng cho đất nước của mình. Thế nên là mình nghĩ là Trung Quốc sẽ sớm mở cửa thôi. Tuy nhiên là họ có mở cửa cho các uh, blockchain nước ngoài thâm nhập vào không thì nó lại là một câu chuyện khác. Đúng không? Như chúng ta thấy là Facebook và YouTube hoặc là Google thì không bao giờ xuất hiện ở Trung Quốc cả. Họ đều tự xây dựng nên một cái hệ sinh thái riêng của họ. Thì có lẽ là blockchain nó sẽ cũng là một cái không phải là ngoại lệ đó thì mặc dù là họ sẽ hứa hẹn là họ sẽ phát triển uh, blockchain và 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 sẽ phát triển tiền điện tử tuy nhiên là 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 để mà có thể hòa cùng với cả cái dòng vốn của thế giới thì có lẽ là chúng ta sẽ cần phải đợi xem là động thái của các nhà chức trách Trung Quốc như thế nào uh, nếu như Trung Quốc mà uh, cùng với thế giới và phát triển chung thì nó sẽ là một cái điều rất là tốt vì uh, Trung Quốc cái dòng vốn rất là mạnh và có rất là nhiều nhà tài phiệt ở Trung Quốc họ và đổ vốn vào cái thị trường crypto ấy, thì nó sẽ làm cái cú hích rất là lớn và nó sẽ làm cho vốn hóa tăng lên rất là nhanh thì à, mình cũng thực sự là hy vọng cái điều này xảy ra. À, ngoài ra thì à, một cái thông tin khác liên quan tới EOS thì à, EOS hiện tại à, thời gian vừa rồi thì đang gặp cái vấn đề liên quan tới à, à, lỗi 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 bảo mật đúng không ạ do cái à, do, do do cái công ty một cái công ty bảo mật của Trung Quốc họ phát hiện thì US vào ngày 29 tháng 5 thì đã có một cái dòng tweet là hiện tại thì đội ngũ của họ đã fix xong cái lỗi đó và cái sự kiện Mainnet sẽ vẫn diễn ra vào ngày 2 tháng 6 như dự kiến, không có gì bị chậm trễ cả. Và các bạn những cái bạn nào đang nắm giữ đồng US ở uh, US thì các bạn hãy cân nhắc là chuyển. Hãy cân nhắc liên quan tới cái vấn đề là có một số sàn hiện tại họ hỗ trợ trong cái quá trình uh, chuyển đổi của của US thì các bạn hãy chú ý đến cái thông tin này đó, giống như là đồng tròn chẳng hạn đồng tròn thì trong cái thời gian met thì uh, uh, những cái người mà nắm giữ cái đồng tròn ấy sẽ phải chuyển sang những cái sàn hỗ trợ cho cái sự kiện met đó thì các bạn hãy lưu ý cái điều này giúp mình uh, một cái thông tin nữa là liên quan tới Ripple thì uh, một cái bài báo trên CCN đã đăng tải À, là có một cái có một cái nhà đầu cơ ở bên Anh Quốc một cái quỹ đầu cơ họ đã à, sử dụng cái à, sản phẩm của công ty Ripple đó chính là X-Rapid cái nền tảng X-Rapid để mà có thể chuyển tiền và họ đã chuyển thành công cái số tiền của họ qua cái đồng token là XRP thì à, đây là một cái thông tin à, mà mình nghĩ là sẽ rất là tốt cho những người đang nắm giữ cái đồng Ripple thì uh, Ripple là một cái đồng coi mà mình đã có một cái video khá là chi tiết nó hỗ trợ uh, riêng cho cái ngành tài chính uh, chuyển tiền uh, ngân hàng và nó có những cái công nghệ uh, riêng để mà để mà có thể uh, hỗ trợ cho cái điều này thì uh, cái thì thì cái bước đi của, uh, của 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 cái nhà đầu tư bên anh nó cũng là một cái bước đánh dấu khởi đầu mà 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 mà, mà cái nhà sản xuất mà mà cộng đồng Ripple họ gọi là game changer có nghĩa là người thay đổi cuộc chơi, thay đổi cái cách thức chuyển tiền uh, đang 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 truyền thống vốn rất là chậm chạp, chậm chạp và tốn chi phí. Thì uh, Ripple sẽ sắp tới là sẽ có xu hướng là họ đang đang đánh mạnh vào cái thị trường này và và họ đang muốn mời rất là nhiều ngân hàng của họ thâm nhập vào cái mạng lưới RippleNet của mình. Uh, kể cả uh, Western Union là một ngân hàng rất lớn thì cũng đang trong cái quá trình là thử nghiệm cái à, nền tảng XRP của Ripple và sẽ sử dụng cái đồng Ripple như là một cái công cụ để có thể chuyển tiền thì à, Ripple cũng là một cái đồng coin mà sắp tới có khá là nhiều sự kiện đáng để quan tâm thì mình sẽ update cho các bạn à, trong thời gian tới được không ạ? Và một cái thông tin cuối cùng là mình muốn chia sẻ với các bạn đến từ một cái dự án thì à, dự án này là một cái dự án mà thực sự là hôm nay đã bán hết ICO rồi tuy nhiên là à, CEO của dự án ý, thì à, có à, liên hệ với mình và ông chia sẻ ông là một người có đã khá là có tuổi à, ông chia sẻ rằng là cái về cái vấn đề môi trường thì ông muốn là mình à, với cái kênh của mình thì mình chia sẻ à, cho mọi người cái ý tưởng của ông à, liên quan tới cái vấn đề là ở ô tô à, và sử dụng cái pin sạc điện về về bảo vệ môi trường thì à, sau khi nghiên cứu từ ngày hôm qua mình đã đọc hết white paper của cái dự án này rồi thì mình thấy là cái dự án của ông có cái tiềm năng đầu tư dài hạn khá lớn. Tuy nhiên là với những cái bạn, à, với những ai mà muốn đầu tư ngắn hạn thì có lẽ cái dự án này sẽ không dành cho các bạn. Tuy nhiên nếu các bạn quan tâm đến cái vấn đề à, ô tô chạy điện và cái xu hướng sắp tới nó sẽ như thế nào ấy, thì các bạn có thể à, tham khảo à, qua cái dự án này. Thì cái dự án này có tên là E-truck. E-truck ở đây có nghĩa là sạc điện, electric uh, truck nghĩa là sạc điện. Thì dự án À, mục tiêu của dự án sẽ là xây dựng những cái bốt chạm điện như thế này và đặt tại các à, khách sạn năm sao tại Áo và Đức cũng như là sắp tới sẽ mở rộng trên trên toàn thế giới. Thì à, dự án của họ à, cái khái niệm cái đề mà chúng ta hiểu được cái dự án của họ thì rất là đơn giản bởi vì à, hiện tại cái xu hướng à, sử dụng xe điện đang à, khá là phổ biến và những cái trạm sạc xe điện thì hiện tại còn đang khá là hiếm hoi và ở các, các, các khách sạn đấy, khi mà họ nghiên cứu thị trường thì các khách sạn là cái nơi mà phù hợp nhất để mà có thể đặt những cái trung tâm sạc điện và vì thế nên là họ đã quyết định là họ à, liên hệ với các khách sạn và ký những cái hợp đồng để mà có thể xây dựng được những cái bốt sạc, sạc điện tại khách sạn đó và những cái người khách họ nghỉ chân ở khách sạn và sử dụng cái xe xe điện thì họ có thể sử dụng cái dịch vụ này và dịch vụ này thì thông qua cái đồng coi à uh, e token đó thì cái uh, ý tưởng của họ rất là dễ hiểu. Và uh, hiện tại thì họ đã gọi vốn được 26 triệu euro và có tổng cộng là 17.000 nhà đầu tư tham gia vào cái dự án này. Thì mình đọc thì mình cũng đã nhìn được cái tiềm năng nhưng mà mình cũng đã nhìn được những cái uh, khuyết điểm của cái dự án này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn uh, nắm được đúng không ạ? Thì uh, về mặt tiềm năng thì uh, trong thời gian uh, trong cái trong cái khoảng thời gian tương lai sắp tới thì cái ngành uh, công nghiệp ô tô chạy điện nó sẽ rất là phát triển đặc biệt là với những cái nước như là châu Âu ấy, thì họ uh, rất là thắt chặt cái vấn đề khí thải thì uh, xe chạy điện sẽ là một trong những cái xu hướng uh, trong thời gian tới và để mà xe chạy điện có thể hoạt động một cách trơn tru thì sẽ cần phải có những cái sạc có có, có những cái chạm sạc điện lưu động và e -Trap thì đang dẫn đầu trong cái mảng là họ sẽ đặt những cái sạc này ở trên ở, ở hơn 150 khách sạn mà họ đã ký hợp đồng và cái số tiền gọi vốn của họ thì họ sẽ dùng để mà có thể à, tạo ra được những cái trạm sạc lưu động như vậy đó. Thế thì à, họ có à, nhận được à, những cái sự hỗ trợ đến từ những cái à, công ty khác nhau về phần mềm, à, về à, năng lượng và về lắp đặt thì họ đã có những cái partner liên quan tới vấn đề này à, và một cái thông tin nữa liên quan tới à, cái dự án này. Ấy mà mình nghĩ là các bạn sẽ quan tâm đó chính là những cái đối tác của họ thì họ đang có khá là nhiều đối tác khác nhau đến từ những cái quốc uh, gia đến từ BMW này hoặc là đến từ những cái công ty về 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 điện hoặc họ, thậm chí là họ còn đạt giải một trong những cái startup của năm 2016 tại Qatar thì uh, về mặt ý tưởng thì rất là ok tuy nhiên là không phải là cái dự án này không có các yếu điểm cái yếu điểm mà mình nhìn nhận ý, dựa trên cái à, dựa trên cái tiêu chí là một cái làm một cái người đầu tư thì uh, cái lợi nhuận sẽ là cái mà mình quan tâm. Thì uh, nếu như các bạn nhìn vào cái uh, cái cái uh, cái sale cái uh, đợt mở bán ICO của họ thì họ sẽ phát tổng cộng là 1 tỷ token ETH đó, trong đó thì sẽ có trị giá là 400.000 Ethereum. Ở đây là một con số mình nghĩ là quá cao quá cao so với một cái đợt gọi vốn ICO khi mà tổng lượng cung ra thị trường là 2 tỷ, 2 tỷ coin. Và hiện tại thì hôm ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc ICO rồi. Thì mình đánh giá thứ nhất là cái dự án này về mặt ý tưởng là rất tốt, tuy nhiên nó sẽ cần khá là nhiều thời gian để mà có thể trở thành hiện thực vì cái xe điện nó không phải là chúng ta sẽ chuyển ngay từ xe chạy xăng sang xe chạy điện một cách dễ dàng, mà sẽ cần rất là nhiều thời gian và có một cái vấn đề thứ hai ấy là liệu khi mà xe chạy điện phổ biến vậy thì họ có sẵn sàng dùng crypto để mà chi trả hay không thì đó là hai cái vấn đề mà cái dự án này sẽ cần có thời gian mới trả lời được và có một cái vấn đề nữa liên quan tới vấn đề số lượng coin được phát hành ra là 2 tỷ coin à, khá là lớn và hiện tại thì một coi có giá khoảng 0,1 euro à, như vậy là nếu như về mặt lý thuyết thì một tỷ coi là trị giá tới 100 triệu euro thì đây là một con số mình nghĩ là không khả thi mặc dù là hiện tại họ đã gọi được 26 triệu euro rồi tuy nhiên là với một cái số lượng coi lớn như vậy thì nó sẽ không thể nào lên sàn và có một cái tốc độ tăng trưởng mạnh được đặc biệt là khi mà mình à, vào cái ví chữ coi của cái dự án e-track các có thể thấy đấy ở đây là tổng supply là 20 tỷ 2 tỷ coin thì uh, hiện tại có một ví hiện tại thì uh, có một ví nắm tới 87% số lượng coin cho cái dự án này. Uh, đó là cái đó là cái ví của dự án nắm tới hơn 1,7 tỷ coin có nghĩa là họ chỉ bán được khoảng 300 triệu coin trong đợt gọi vốn mà thôi. Và trong cái roadmap mà mình tìm hiểu được ấy, thì họ không có ý định là đốt số coin không bán lại mà họ sẽ dùng số coin đó cho cho tới khi mà cái dự án đi vào hoạt động và khách hàng dùng cái token này để mà chi trả cho việc sạc điện thì mỗi một lần khách hàng chi trả thì cái số coin đó sẽ được đốt tức là họ sẽ không đốt ngay bây giờ mà họ sẽ đốt khi mà cái sản phẩm này đi vào hoạt động thì đấy là một cái là một cái điểm mình nghĩ là khá là đặc biệt của cái dự án này tuy nhiên thì với cái đặc điểm như vậy thì chắc chắn là sau khi lên sàn cái dự án này nó sẽ không phải là một cái dự án có cái độ pump tốt mình nghĩ là thậm chí là nó sẽ có cái sự sụt giảm giá nếu nếu như mình nếu nếu như họ không có uh, thay đổi về cái chính sách đốt coi và để mà chúng ta chờ đợi cho tới khi sản phẩm này được hoạt động và 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 cái trend xe điện được uh, nâng cao lên ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ không không phải đơn giản. Thế nên là mặc dù cái dự án này là một cái dự án mà mình cho là cái ý tưởng rất là hay liên quan tới môi trường. À, và cái CEO của dự án này thì rất là tâm huyết đối với cái dự án này Tuy nhiên là về mặt đầu tư thì à, mình thì mình không cho rằng đây là một à, sự đầu tư khôn ngoan khi mà à, có lẽ là cái dòng vốn của chúng ta sẽ bị om rất là lâu, có thể đến vài năm à, Với những cái nhà đầu tư có số tiền lớn thì họ họ có thể họ, họ nghĩ đến, còn đối với chúng ta à, những nhà đầu tư vừa và nhỏ thì cái việc chôn vốn như vậy thì nó sẽ không tốt chút nào Đó, Thì đấy là cái nhận xét của mình về cái dự án này thì các bạn có thể thêm tham khảo thêm cái dự án này ở trên cái trang web là echart io được không ạ? sắp tới à, hàng ngày thì mình nhận được rất là nhiều những cái lời đề nghị review ICO, tuy nhiên là mình sẽ chọn ra những cái ICO à, mình thấy là cái ý tưởng thứ nhất là phải tốt đã và thứ hai là cái đội ngũ phát triển à, phải tâm huyết và mình sẽ cố gắng là đưa ra những cái à, nhận xét và những cái review nó mang tính khách quan chứ không phải là mang tính uh, marketing thì à, hy vọng là các bạn sẽ có được cái nhìn À, tốt hơn uh, cho tất cả những cái dự án mà mình uh, review được không ạ uh, ok cảm ơn các bạn lắng nghe và nếu như các bạn còn những cái câu hỏi khác liên quan tới uh, dự án này các bạn có thể comment ở dưới video và sắp tới có lẽ là mình sẽ làm cái video review về cái đồng coin EOS thì mình thấy là cái đồng coin này đang được nhận được khá nhiều sự quan tâm các bạn còn muốn uh, review đồng coin nào các bạn hãy comment cho mình biết uh, cảm ơn các bạn lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau, xin chào